大家好，我是晶晶。 Hôm nay thì em và bố em có đi tìm trung tâm dạy học tiếng Trung. Mấy năm gần đây thì ở gần em có rất nhiều tiếng Trung. Vì mọi người muốn học tiếng Trung để đi Campuchia. Nhưng dạo gần đây Campuchia gặp một số vấn đề không được an toàn cho lắm nên mọi người đã từ bỏ. Nên các trung tâm dạy tiếng Trung gần em đều đã khóa cửa. Nên là việc tìm trung tâm khá là khó khăn. Và trung tâm em chọn thi khá là xa nhà em. Vào các buổi đầu tiên thi sẽ được bố em đưa đón. Và sau này thì em phải đi xe buýt đến trung tâm học. Em đã làm quen với các bạn ở trung tâm, các bạn khá là thân thiện. Thầy giáo có nói với em là sau 5 tháng thi sẽ dạy cho em các giao tiếp cơ bản của tiếng Trung. Học phí học tiếng Trung của em thì một tháng khoảng rơi vào 5 triệu một tháng. Và thời gian một tuần em sẽ học tiếng Trung 3 ngày vào buổi chiều, vì em đang có cả buổi học ở trường nên chỉ có thể học buổi chiều tiếng Trung. Em có thảo luận với thầy giáo chủ nhiệm của em là em sẽ học tiếng Trung. Nhưng mà hiện tại trường em chưa có muốn dạy học tiếng Trung. Học hai thứ tiếng cũng một lúc khá là khó khăn với em. Nhưng mà vì em đã có cơ hội được tham quan trường Đại học Trung Quốc, và khi đi vào đó thì em đã đạt được mơ của mình vào trường đại học, nên là em sẽ cố gắng và nỗ lực thật nhiều để học tiếng Trung. Dù có một vì em đã học tiếng Anh lâu rồi nên mà giờ chừng em chọn học tiếng Trung thì là quyết định khá là can đảm. Em đã suy nghĩ vấn đề này khá lâu rồi, nhưng mà khi em nghĩ đến Trung Quốc thì em đã cảm giác như em có một niềm đam mê mạnh liệt với Trung Quốc, nên là em vẫn quyết định chọn tiếng Trung để học. Hôm nay thì có bạn của em đến đây chơi. Hello, 大家好，我是晶晶. Mình hỏi Trinh Yến là bạn có muốn đi Trung Quốc để du học, chọn đến được Trung Quốc để du học hay không? 我很喜欢去中国学习. Đi xem những bộ phim truyền hình về Trung Quốc thì bạn cảm giác như thế nào về Trung Quốc? Mình cảm giác Trung Quốc rất là phát triển và nổi bật, và rất nhiều điều thú vị ở bên Trung Quốc mà mình được xem trên phim. Bạn có cảm thấy là Trung Quốc là một môi trường tốt cho mình phát triển hay không? Mình nghĩ Trung Quốc có thể là một môi trường phát triển tốt đối với không chỉ đối với riêng mình mà đối với tất cả rất nhiều du học sinh quốc tế nếu mà muốn đi Trung Quốc du học. Sẽ đi Trung Quốc thật à? Sáng nay thì tớ sẽ chọn Trung Quốc là một môi trường để phát triển. 那我呢？我会怎么办？ Kim đi Trung Quốc phải tao chi? Đi du học Trung Quốc phải tao nhỉ? Nói chung là chúng mình sẽ thật sự phải lựa chọn con đường và quyết định tương lai của bản thân. Nên là sẽ bọn mình sẽ tiếp tục đồng hành hoặc là như thế nào đấy thì tuy là diễn sổ đó. Như thế nào nữa. Tuy là diễn sổ á. Thì bọn mình đã học với nhau cùng được từ lớp 1 đến đến lớp 11 hiện tại 10 năm. Đúng rồi. Nói chung thì mình học cùng trường, cùng lớp và ngồi gần nhau luôn. Nên là chắc chắn là sẽ có lựa chọn đi du học với nhau trong tương lai. Khả năng rất là cao. Chúng ta còn gắn bó lâu dài. Chắc. Là trời cũng đã tối rồi, mình và bạn ảnh còn phải làm một số việc nhà nữa và học tập nữa. Mình là ta chen ta chào. Bye bye. Bye bye.